Tử vi chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp với chủ đề tuổi Tý thù lâu nhớ dài. Xem tử vi chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp cho thấy tuất vượng tài lộc, việc đầu tư sinh lời cao, người kinh doanh mua may bán đắt. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tuổi Tý, tử vi hàng ngày 12 con giáp ngày 10 tháng 10 năm 2021 cho biết vận trình công việc của Tý chỉ ở mức trung bình, bạn dễ sinh ra tiêu cực, thù dai với đồng nghiệp. Về tài chính, thu nhập của Tý ổn định, các khoản chi tiêu ít đi vì bạn kiềm chế được ham muốn mua sắm. Chuyện tình cảm hài hòa, các cặp đôi đang cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu. Con số may mắn, số 3, số 9, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ, giờ tốt, 7 giờ. Tuổi Sửu, tử vi hàng ngày cho biết, công việc của Sửu diễn ra vô cùng suôn sẻ, địa vị của bạn được nâng cao nhưng bạn cũng nên chú ý hơn tới trách nhiệm trên vai mình. Về tài chính, Sửu được quý nhân giúp đỡ nên việc kiếm tiền ít gặp trở ngại. Về tình cảm, mối quan hệ giữa các cặp đôi có nhiều điều bất ngờ giúp hâm nóng tình cảm đôi lứa. Con số may mắn số 12, số 18, màu sắc may mắn màu đen, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, giờ tốt 10 giờ. Tuổi Dần, theo tử vi 12 con giáp ngày 10 tháng 10 năm 2021 cho biết công việc của Dần diễn ra khá thuận lợi, tuy nhiên để đạt được hiệu quả cao đòi hỏi bạn phải thật kiên nhẫn. Tình hình tài chính giảm sút, bạn có nhiều khoản cần phải chi tiêu. Về tình cảm, Dần hãy chủ động tỏ tình với đối phương, khả năng thành công khá cao. Con số may mắn, số 5, số 9, màu sắc may mắn, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Ngọ, giờ tốt, 11 giờ. Tuổi Mão, vận trình công việc hanh thông, Mão ít gặp rắc rối khi bạn biết cách sắp xếp công việc hợp lý. Về tài chính, việc kiếm tiền của con giáp này gặp không áp lực nhiều, thu nhập ngày càng được cải thiện. Về tình cảm, tốt hơn hết Mão đừng lôi thêm chuyện cũ vào khi tranh cãi vì chuyện này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Con số may mắn số 22, số 25, màu sắc may mắn màu đỏ, màu xanh, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Hợi, giờ tốt 16 giờ. Tuổi Thìn, tử vi 12 con giáp ngày chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021 cho biết Thìn có thể gặp phải một vài thử thách trong công việc. Bạn đừng trốn tránh mà hãy dũng cảm đương đầu nhé. Biết đâu, đó lại là cơ hội cho bạn thăng tiến trong công việc. Tình hình tài chính ổn định, Thìn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái. Về tình cảm, Thìn được vượng vận đào hoa, những người độc thân có thể tìm thấy người tâm đầu ý hợp. Con số may mắn số 10, số 20, màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Tỵ, giờ tốt, 15 giờ. Tuổi Tỵ, vận trình công việc của Tỵ chỉ ở mức trung bình, bạn hãy cẩn thận lời ăn, tiếng nói và thái độ làm việc của mình. Về tài chính, con giáp này dễ hao tài tốn của, bạn nên cẩn thận bị kẻ gian lừa đảo lợi dụng. Về tình cảm, sự nhẫn nại của Tỵ giảm sút, những cuộc tranh cãi gia tăng. Con số may mắn số 1, số 6, màu sắc may mắn màu đen, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, giờ tốt 12 giờ. Tuổi Ngọ, công việc của Ngọ diễn ra khá suôn sẻ,
Nếu có ý định nhảy việc thì hôm nay là thời điểm tốt dành cho bạn. Về tài chính, Ngọ có thể tích góp được một khoản tiền kha khá trong hôm nay. Vận trình tình cảm khởi sắc, Ngọ hãy trân trọng người hiện tại, người đang ở bên cạnh bạn chia sẻ buồn vui cùng bạn. Con số may mắn, số 2, số 8, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thìn, giờ tốt, 8 giờ. Tuổi Mùi, tử vi 12 con giáp ngày 10 tháng 10 năm 2021 nói rằng, mặc dù công việc của tuổi Mùi có nhiều sự thay đổi, nhưng khả năng thích ứng của Mùi rất nhanh nên không có rắc rối nào xảy ra. Tình hình tài chính ổn định, thu nhập của Mùi tăng lên kha khá. Về tình cảm, các cặp đôi có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, những khúc mắc trước đó đều được giải quyết ổn thỏa. Con số may mắn, số 15, số 17, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Tuất, giờ tốt, 7 giờ. Tuổi Thân, tử vi chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp cho biết, công việc của Thân diễn ra khá suôn sẻ, những rắc rối trước đó đều được bạn giải quyết triệt để. Về tài chính, con giáp này có nhiều khoản tiền phát sinh nên túi tiền của bạn hao hụt đi trông thấy. Về tình cảm, Thân có nhiều vệ tinh vây bám xung quanh, những người độc thân sắp nói lời giả từ với kiếp FA. Con số may mắn, số 10, số 16, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Sửu, giờ tốt, 9 giờ. Tuổi Dậu, tử vi hằng ngày 12 con giáp ngày 10 tháng 10 năm 2021 cho biết, công việc của Dậu diễn ra khá suôn sẻ, bạn có thể gặt hái được thành tựu đáng kinh ngạc, từ đó được cấp trên đánh giá cao. Tình hình tài chính ổn định, Dậu có thể thoải mái chi tiêu, không cần lo lắng quá nhiều. Về tình cảm, Dậu nên nhẫn nại hơn với đối phương, hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm và lắng nghe tâm sự của người ấy. Con số may mắn, số 12, số 29, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mùi, giờ tốt, 13 giờ. Tuổi Tuất, tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021 cho biết, vận trình công việc của Tuất vô cùng hanh thông, bạn có thể dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Về tài chính, Tuất vượng tài lộc, việc đầu tư sinh lời cao, người kinh doanh mua may bán đắt. Chuyện tình cảm không có gì tiến triển, những người độc thân vẫn tiếp tục gặm nhấm nỗi cô đơn. Con số may mắn, số 15, số 24, màu sắc may mắn, màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, giờ tốt, 5 giờ. Tuổi Hợi, tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021 cho biết, công việc của Hợi diễn ra khá suôn sẻ, bạn hãy giữ vững lập trường của mình, tình hình tài chính khởi sắc, cơ hội trúng thưởng cao, gặp vô vàng bất ngờ. Về tình cảm, Hợi đừng thể hiện tình cảm quá đà. Con số may mắn, số 9, số 18, màu sắc may mắn, màu đen, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thân, giờ tốt, 8 giờ. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp với chủ đề Tuổi Tý thù lâu nhớ dai. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video.